इसलिए तुम लोग वो खुशी से बोटा पूजा करने के लिए आ रहे हैं, अभी तुम लोग भी यहाँ में ध्यान देने के लिए आ रहे हैं। ये लोग तुम लोग महीना बहुत खुशी हो रहा है, तुम लोग भी पढ़ाई को अच्छा तरह से कीजिए, ठीक है ना। हाँ वो लोग तुम लोग पढ़ाई करने वाले तुम लोग खुशी हो रहा है, इसका बात है। If you wander here and there every day for something for the people, you may get at that time, but you lose for your future. So try to be as good, study very hard, and develop your wisdom. With the wisdom and your property, you can earn your career, and you become very happy in the future. If you agree with my suggestion, just say 1, 2, 3, I am agree. Okay? A do tin. A do tin bol ra, theek hai na? Do do kuch ke liye, theek hai na? Sabo A do tin. A do tin. A do tin. A do tin. And now, you just chant the Buddha name and go to the Buddha for your refuge. Okay. Buddham Saranam Gacchami. Buddham Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Sangam saranam gacchami. Okay, repeat after me again. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangam saranam gacchami. And now we practice the art of laughing very loudly, happily, and joyfully. Okay. Hey. 1, 2, 3. Echo, echo. 1, 2, 3. Okay, thank you. Echo, echo. A, no, tin. A, no, tin. A, no, tin. Echo, echo. A, no, tin. Ha 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 ha. Hey, no, tin. Thank you. Bây giờ thỉnh Thượng tọa Lệ Quyên, quý thầy, sư cô Đồng Hòa và các Phật tử bắt đầu trao đi cho các cháu. Mời mời các sư cô ở tại chùa điều phối giùm, sắp xếp giùm. Đoàn hành hương đạo Phật ngày nay đang trao quà từ thiện cho các trẻ em nghèo đang học tại ngôi trường do chùa Kiền Trì xây dựng, cho nên sư Kiến Minh xây dựng. Hôm nay thì đoàn tặng cho 550 trẻ em nghèo, mỗi trẻ em, mỗi gia đình trẻ em thì được tặng tổng cộng phần quà mỗi em là 1.010 rupee. Thì trị giá tính tương đương Việt Nam thì khoảng 330.000 đồng.
Trong đó có 510 ruby là tiền quà và 500 ruby tiền mặt. Ở đây là 550 trẻ em nghèo được hỗ trợ học miễn phí tại ngôi trường ở đây. Quý Phật tử trong đoàn hành hương đạo Phật ngày nay đang phát trao quà, các phần quà cho các em thiếu nhi đang học tại đây. Để trước mặt luôn. Các em thì rất là trật tự. Trong 59 thành viên vào giờ phút này đó đang có mặt tại trường từ thiện thuộc chùa Kiều Đàm Chi do ni trưởng Kiết Minh làm giám đốc và điều hành. Ngoài việc giúp đỡ cho chư ni tu học ở tại khu vực Bồ Đề Đậu Tràng thì chùa Kiều Đàm Chi còn có cơ hội giúp cho hàng trăm cháu xuất thân từ giai cấp cụm đinh có được cơ hội học chữ và huấn luyện nhân cách cũng như là giá trị sống. Mỗi lần đoàn hành hương đạo Phật Hà Nam của chúng tôi có mặt tại Bồ Đề Đậu Tràng đó đều dành thời gian để làm từ thiện. Hôm nay thì mỗi phần quà đó thì 1.000 ruby chia làm hai phần, một phần tiền và một phần phần quà. Mặc dù trị giá nó chỉ có khoảng 15 đô, chẳng là bao so với cái khó khăn và trở ngại mà các gia đình của các cháu gặp phải, nhưng đây là món quà tinh thần, sự khích lệ hữu ích để cho các cháu thấy rất rõ kể từ khi lập Phật tử dưới sự dẫn dắt của ni trưởng Khiết Minh và các sư cô đang tu học và làm Phật sự tại đây đó, thì không những các cháu có được tri thức, các cháu còn có cơ hội tiếp nhận được những phần quà để đem về cho cha mẹ của mình. Trong thời gian 9 ngày vừa qua đó thì phần lớn các thành viên trong đoàn Việt Nam gồm các tỉnh thành khác nhau trong và ngoài nước đã nhìn thấy cái cảnh cái bang mà các cháu xuất thân từ giai cấp cụm đinh tại xã hội Ấn Độ đó lang thang đây đó xin quà rồi từ các du khách. Và cái phần đó thì giàu được không bao nhiêu nhưng mà lại đánh mất cả một tương lai, không có cơ hội học. Khi các cháu tới đây học đó, thì các cháu có tri thức, có tri thức thì có sự thay đổi rất là tích cực về nhân cách sống, giá trị sống và mở ra một tương lai rất là tươi sáng. Đức Phật đã nói giáo hóa thần thông, tức là giáo dục là một phép màu. Khi có giáo dục về Phật pháp, giáo dục đạo đức, giáo dục trí tuệ, giáo dục cách sống và giáo dục về tương lai cũng như là kỹ năng lập nghiệp thì cũng là những cháu trẻ thơ xuất thân từ giai cấp cụm đinh bị xã hội bỏ rơi đã trở thành những cháu rất là ngoan ngoãn. Quý vị có thử quan sát các cháu ngày hôm nay tại chùa Kiệm Nhi và các cháu cũng có bối cảnh gia đình tương tự mà trong 9 ngày qua chúng ta gặp đó, là khác nhau hoàn toàn. Quý vị có đồng ý không ạ? Do đó giúp cho những cháu được ăn học là cái cơ hội tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu có một tương lai tươi sáng. Thay mặt cho 159 đoàn thành viên đoàn hành hương đạo Phật ngày nay, kính chúc ni trưởng Kiết Minh được an lành và tiếp tục sứ mệnh truyền trao tri thức cho các cháu để các cháu có một tương lai tươi sáng. Và xin đem công đức này hồi hướng cho tất cả các thành viên đoàn hành hương đạo Phật ngày nay gồm chư tăng, chư ni và các quý Phật tử, các sức khỏe dồi dào, phước báo tràn đầy, trí tuệ minh mẫn để tiếp tục công việc tu học làm Phật sự cũng như là lập nghiệp thành công, và đồng thời chia sẻ một phần phước báo mà mình làm được thành công được cho các mảnh đời kém may mắn hơn chúng ta. Chúc tất cả được an lành và hanh thông trong Phật pháp.
trong màn ảnh hiện giờ đó là phái đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay đang trao tặng các phần quà đến các cháu trong trường từ thiện Kiều Đồng Di do đi trưởng Khiết Minh lãnh đạo và các sư cô cùng tham gia cộng sự để vận hành ngôi trường này. Hello everyone, how are you guys today? Do you feel happy? Yes, bro. Yes. Yes. That's good. So we're very happy today to we have the opportunity to come here all the way from Vietnam to visit you guys. We hope that we're gonna give you the encouragement for you to study hard, to achieve more goals in life. I hope that everyone will study well, have a good life in the future, and you can do something to contribute to the society. Quý vị đang xem hình ảnh 550 trẻ em nghèo được đoàn từ thiện Đạo Phật Ngày Nay giúp đỡ trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì đoàn hỗ trợ 550 trẻ em nghèo, mỗi trẻ em tổng cộng là 1.000 ruby, trong đó 500 tiền là các phần quà và 500 tiền mặt. With your friends, find some more friends here, and yeah, thank you very much for having us here today. Thank you. And now, will you laugh again? When I count one, two, three. Ah. Hello? Again? One, two, three. One, two, three. One, two, three. Hey, no, this. Thank you. Bây giờ thì đoàn đại diện người cho tịch tài đến là các thầy cô giáo. Cũng như là đến với phần tịch tài để cho sư vận hành chương trình sinh hoạt trung học tại ngôi trường này. Thank you very much. Come again. Tum log kuch bolna chahte hai guru ji ko? Ha? Kya ji bolna chahte hai guru ji ko? Ha?
Kya ji bolna chahte hain Guruji ro? Thank you. Thank you. Main se bolo. Kya bolna chahte ho re Guruji ko bolo? Thank you. Chalo ji hariyo. Chalo ji. Astha. Thank you Guruji bolna. Hai na? Thank you Guruji bolna. Ha jor ke. Ha. Ha jor ke. Ha jor bolo fir se. Ha jor. Thank you. Guruji. Sorry sir, yes, I would like to offer you this. Thank you very much. She also wants to say something. Chalo, and this one is for the school. Good day, you get the card. Sita, Sita, thank you, Guruji. Oh, Sita. Hello, sir. Did you see go? Did she go? We are happy. Did you see go? You give me. That's why she's very happy. She go now. She go now. You all are came here, that's why she is very happy today. And if I don't come here, are you happy? No, come, no, happy. Sabko mila nahi chal gaye 500 ka note. Jisko nahi mila haath utha dega. Dekhiye yahan hai. किसी को नहीं मिला जो चलना सर।